Chị Phượng cũng dẫn cả nhà mình đi tham quan chùa Phật Học cả nhà. Thì hiện tại giờ tới chùa Phật Học cả nhà. Khách rất là đông luôn cả nhà. Mùng 2 Tết chùa trang trí rất đẹp cả nhà ha. Bãi đậu xe chật cứng luôn cả nhà ơi. Lượng khách tham quan rất là đông cả nhà. Mình thắp nhang cái nhà cho gia đình, mình thắp nhang cầu nguyện cái nhà cho an lành tất cả cả nhà mình luôn ha. Cầu nguyện cho cả nhà mình an lành, mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Chừng chuông cái nhỉ. Quang cảnh ở đây quay không hết đâu cái nhà, thì chiều cường cũng chích đoạn chỗ đẹp đẹp thôi cái nhà ha. Quang cảnh rất là đẹp, rất là nhiều luôn ha, khung cảnh và chùa rất là rộng lớn luôn cái nhà. Thank you.
Đây là em cá cái nhà, cá rất nhiều luôn. Cá kìa, nó vô ăn kìa. Hết rồi, hết muốn ăn rồi. No rồi. Qua tới giờ lượng khách cho ăn rất là nhiều. Ăn no quá đặc biệt trong chùa cũng có bán thức ăn rồi đầy đủ cái nhà hàng kem là nước uống rồi cái nhà thì cũng là đặc biệt giá này. Món gì cũng có giá hết kia cái nhà là mình dễ lựa chọn. Mình cũng tới khu động vật cái nhà. Ông nào làm biến vậy? Ông gì? Đội xương gụng. Ông gì nằm. Ông đội xương gụng. Đi lên. Lên làm đó. Làm biến. À đi nó mình đi. Rồi quay. Con công. Ồ nhóc luôn nè, năm nay nhiều lắm. Ôi coi con này nó xè đuôi đẹp nè. Ơi là đây nè. Ôi. Ôi. Nam, bên này nè. Nam con cái tu. Ngồi đây. Ôi xè đuôi rất là đẹp cái nhà. Cái tự là đó. Nè bà con vô coi chỗ mà công á cái nhà có nhiều bên trong công nó làm rất đẹp luôn ha. Đó xe đuôi rất đẹp cái nhà. Ồ bên đây chừng pháo đài rất to pháo đài nhóc luôn ha. Không, đạt lên cho nó chụp hình đạt. Kệ con cọp được kìa. Đó, lên chụp hình. Không lên trên đó chụp hình không? Ở đây đặc biệt có ba con trâu luôn cái nhà ha. Đây, lên chụp hình quá nhiều. Thank you.
Sư phụ. Sư phụ. Rồi, lên, let's go.